hello mấy ní này linh sẽ hướng dẫn cách đeo mắt kính như thế này nhé ok let's go mấy ní vào trước tiên chọn cho mình một cái mắt kính nè ok let's go hiện tại mình đang đeo một mắt kính như thế này giờ để linh phóng cam ra cho mấy ní nhìn rõ hơn nha rồi mấy ní làm theo hướng dẫn nhé rồi ok giờ mấy bạn vào phần menu ấn vào phần chara edit rồi tiếp tục ấn vào Chara Edit dưới này. Mấy ní lướt kéo xuống dưới này cho mình tìm chữ Glasses khi bạn đeo kính nó sẽ hiện chữ Glasses ở chỗ này rồi giờ ấn vào. Tất cả mấy nút tại đây là điều chỉnh mắt kính nè. Mấy bạn vào đây rồi tự điều chỉnh nha. Còn không thì nhìn theo mình điều chỉnh nè rồi làm theo cũng được. Đây là kéo mắt kính để lên đầu nè. Đây là điều chỉnh mắt kính xuống dưới nè, rồi mấy bạn cứ điều chỉnh sao cho nó vừa ý là được rồi nha. Đó chỉ vậy thôi là xong rồi đó nha. Không thích để dưới thì giờ kéo lên để trên đầu nè, rồi đó, xong chỉ đơn giản vậy thôi. Đổi màu kính theo yêu thích tùy chỉnh. Rồi đó, chúc mấy ní thành công nha, nếu thấy hay thả like và đăng ký kênh ủng hộ cho Linh với nha.